cho tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cái mẫu lót ly trong cùng một cái chiếc video luôn nha các bạn. Đầu tiên sẽ là cái lót ly hoa tulip nè, và cái thứ hai mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lót ly quả dâu như thế này, rất là dễ thương luôn và cũng rất là dễ móc à các bạn. Không có mất quá nhiều thời gian của chúng ta nữa, và cái màu phối của chúng ta thì cũng đa dạng. Ở đây là mình có làm những cái màu phối cho các bạn nè, trắng, xanh, vàng. Ở đây là nâu, kem, xanh, hồng. Rồi ở bên đây là trắng, xanh, đỏ, rồi trắng, xanh, hồng nè các bạn. Đủ thứ hết luôn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu lót ly này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Với cái mẫu lót ly này thì các bạn sử dụng len sợi tự do nha. Ở đây là mình dùng len miêu cô tông kết hợp với len miêu hàng nè các bạn. Mình phối màu á. Còn ở bên đây là mình sử dụng sợi dệt nè. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ba cái màu để mà chúng ta phối nha. Đối với cái hoa tulip á các bạn, thì các bạn cũng chuẩn bị cái màu nền, rồi cái màu của lá và cái màu của hoa nha các bạn. Còn ở cái lót ly quả dâu này cũng tương tự nè, cái màu nền, về màu của trái dâu, về màu của cái cuốn dâu nè các bạn. Thì các bạn sẽ phối màu trắng, đỏ, xanh cũng được. Bên đây thì các bạn sẽ phối màu tự do này để cho nó nổi cái hoa tulip lên thôi nè các bạn. Còn cái hoa tulip này thì mình sẽ phối ba màu. Màu nền sẽ là màu nâu kem này nè các bạn. Còn cái màu lá thì mình sẽ sử dụng là màu xanh bơ này, và màu hồng. Ở đây thì mình sử dụng miêu cô tông kết hợp với miêu hàng nè. Còn các bạn, nếu mà các bạn sử dụng sợi dệt thì các bạn cũng chuẩn bị cho mình 3 cuộn ha, để mà chúng ta phối màu nha các bạn. Và các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là kim móc hai đầu số 3, 4. Mình sẽ sử dụng đầu số 4 để mà mình móc nè các bạn. Các bạn chuẩn bị thêm cái kim khâu len và kéo cắt len nha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái lót ly hoa tulip trước nha các bạn. Các bạn sẽ tạo một vòng tròn cho mình, sau đó đưa kim móc vào vòng tròn, kéo cái len này qua, móc lên 2 mũi móc xích. Các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào vòng tròn này, kéo len qua và thực hiện một mũi móc kép. Các bạn sẽ móc vào vòng tròn này tổng cộng là 13 mũi móc kép cho mình nha. Ở đây là được 1 rồi đó. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mũi cuối cùng, 13. Sau đó là các bạn sẽ kéo cái vòng tròn này cho nó nhỏ lại. Chúng ta bắt đầu chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Đây các bạn, chân móc đầu tiên của chúng ta nè. Các bạn sẽ chuột mũi vào đây. Sau đó là các bạn sẽ kéo cái vòng tròn này cho nó khít lại. Ở cái hàng móc thứ hai, các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích, quấn len, đâm kim vào chân móc đầu tiên này. Các bạn lại móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân móc thứ hai, các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân móc thứ ba, các bạn cũng sẽ móc tương tự 2 mũi móc kép cùng một chân. Và những cái chân móc còn lại, các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân đến cuối hàng luôn nha các bạn. Kết thúc hàng móc thứ hai, chúng ta đã có được 26 chân móc. Các bạn sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Khi mà chuột mũi, các bạn nhớ ốm hai cái này lại, để chúng ta không có cái khoảng cách nó bị xa các bạn. Rồi lên hàng móc thứ ba, các bạn cũng sẽ móc lên 2 mũi móc xích, quấn len, đâm kim, móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi móc kép. Chân móc thứ hai, các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân móc thứ ba, các bạn sẽ móc 1 mũi móc kép. Chân móc thứ tư sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm lần lượt là 1 kép đến 2 kép, 1 kép đến 2 kép lần lượt đến cuối hàng nha các bạn. 1
1 2 Các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng. Mình đã kết thúc cái hàng móc thứ ba nè các bạn, với 39 chân móc nha. Các bạn sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Khi chuột mũi các bạn nhớ ốm hai mảnh lại với nhau để chúng ta được cái hàng móc nó khít hơn. Các bạn móc lên hai mũi móc xích. Và với cái vòng tròn này nè các bạn, là mình đã để vừa cái phần đáy của chiếc ly rồi nè. Cho nên là khi mà các bạn muốn tăng size cái này lên á, thì các bạn sẽ làm thêm cho mình một hàng của cái phần màu nền này cũng được nữa. Và cái công thức tăng size sẽ là 112 đến cuối hàng nha các bạn. Cái phần này nó sẽ rộng ra, rồi các bạn sẽ làm cái hàng màu xanh này giống như cái hàng mà mình sẽ sắp hướng dẫn cho các bạn nè. Thì cái đó là mình hướng dẫn cho các bạn làm cái đáy ly to hơn á, chứ cái đáy ly này nè nó cũng to rồi đó các bạn. Nhưng mà có nhiều cái nó còn to hơn nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái màu của cái phần lá luôn nha các bạn. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc đầu tiên. Các bạn móc một mũi móc kép. Chân móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình như thế này, quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc thứ hai, kéo len qua. Các bạn kéo len qua hai vòng trước này, rồi các bạn sẽ lấy cái phần len màu xanh này, các bạn kẹp vô đây và các bạn lại kéo len qua hai vòng. Chúng ta đã nối được cái len màu xanh vào rồi nè các bạn. Rồi bây giờ cái chân móc thứ ba này, các bạn sẽ móc hai mũi móc kép cùng một chân móc, nẹp cái phần len màu xanh và cái phần len màu nâu kem này luôn nha các bạn. Móc hai mũi móc kép, mũi móc kép thứ nhất và cái mũi móc kép thứ hai chúng ta cũng sẽ móc như thế này. Các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc đó nữa, kéo len qua hai vòng, rồi giữ nguyên như thế này. Các bạn để cái phần len màu xanh này nè ra ở phía trước này nha, rồi các bạn lấy cái phần len màu nâu này nè, các bạn kéo cái len qua. Rồi bây giờ chúng ta đã có được hai mũi móc kép màu xanh này tượng trưng cho cái phần lá này các bạn. Rồi các bạn sẽ móc cho mình tiếp tục là 1 1. Rồi cái chân móc thứ ba này các bạn sẽ móc hai mũi móc kép màu xanh này vô nè. Rồi các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên 1 mũi móc kép, chân móc kế tiếp 1 mũi móc kép, nhưng mà chúng ta sẽ kéo qua hai vòng như thế này thôi. Rồi các bạn cũng sẽ để cái phần màu nâu này ở phía trên nè. Các bạn sẽ đưa cái phần màu xanh này cho mình, đưa cái phần màu xanh này lên và các bạn sẽ kéo cái len này qua, móc vào cái chân móc thứ ba này nè. Các bạn lại móc hai mũi móc kép, một kép đầu tiên, kép thứ hai các bạn sẽ kéo qua hai vòng, rồi để cái phần màu xanh này lên, lấy cái phần màu nâu kéo qua. Rồi như vậy là chúng ta đã được một cái phần lá thứ hai của cái hoa thứ hai rồi nè các bạn. Các bạn lại móc vào hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi móc kép, một kép, chân móc kế bên một kép nhưng kéo qua hai lần thôi, hai vòng thôi. Rồi các bạn cũng sẽ để cái màu nâu này lên, lấy cái màu xanh này chúng ta sẽ kéo qua. Rồi tiếp tục các bạn lại móc vào cái chân móc kế tiếp này hai mũi móc kép màu xanh, 1 2, nhưng mà cái này kéo qua hai vòng thôi. Rồi các bạn lại lấy cái màu nâu này nè, khi mà các bạn lấy màu nâu các bạn kéo cho nó ra cho nó thẳng cái phơm á các bạn. Rồi các bạn kéo qua hai vòng này, tiếp tục các bạn lại móc vào hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi móc kép, 1 1 nè. Rồi kéo cái phần len màu xanh này đó, kéo qua như vậy. Rồi chúng ta hả kéo qua hai vòng này. Rồi tiếp tục các bạn lại móc vào cái chân móc kế tiếp này hai mũi kép màu xanh, 1 2. Rồi các bạn lại kéo cái len màu nâu này qua. Rồi chúng ta đã có được 4 cái phần lá rồi nè các bạn. Thì các bạn cũng sẽ thấy cái sự tăng mũi nó nè, như hồi nãy mình đọc á, 1 1 2 1 1 2
1112. Các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Là chúng ta sẽ có những cái màu xanh này xen kẽ nhau nè các bạn. Rồi các bạn sẽ làm cho mình, các bạn nhớ nha. Bây giờ mình làm mẫu thêm một lần nữa, rồi các bạn sẽ làm những cái còn lại nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc hai chân móc kế tiếp là cái hai mũi móc kép màu nâu nè. Một mũi thứ hai chúng ta sẽ kéo len qua hai vòng, sau đó là các bạn để cái phần màu nâu này qua, lấy cái phần màu xanh này lên, rồi các bạn sẽ kéo cái phần màu xanh qua. Tiếp theo các bạn sẽ móc hai mũi móc kép màu xanh ở chân móc kế tiếp. 1 2, kéo qua hai vòng thôi, để cái màu xanh này lên, lấy cái màu nâu này chúng ta sẽ kéo qua. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Ở cuối hàng thì chúng ta sẽ có được hai cái mũi móc kép màu xanh này. Các bạn cũng sẽ kéo cái phần len màu nâu này qua để chúng ta chốt mũi lại nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này nha. Đó, chúng ta trượt mũi cùng với cái hàng nè các bạn. Khi mà trượt mũi xong á, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái phần len của màu hoa nha các bạn. Các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích quấn len. Các bạn sẽ nẹp cái phần len màu xanh này nè. Chúng ta sẽ giấu vào vài chân móc, rồi chúng ta sẽ cắt cái len màu xanh này nha. Rồi các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này nè hai mũi móc kép. Rồi bây giờ ở cái chân móc kế bên này nè, chân móc thứ hai, các bạn sẽ móc vào đây một mũi móc kép. Chân móc thứ ba nè các bạn là cái chân móc màu xanh này, chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đầu xanh này như sau. Các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc màu xanh đầu tiên, kéo len qua hai vòng, sau đó là các bạn sẽ cắt cho mình, bỏ cái đoạn màu xanh này đi. Các bạn sẽ lấy cái len màu hồng á các bạn, chúng ta sẽ nối vào nha. Các bạn sẽ kéo cái len màu hồng này, sau đó là các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc thứ hai này như sau. Thứ hai của chân móc màu xanh đó các bạn, quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc thứ hai này, các bạn kéo len qua hai vòng, giữ nguyên như thế này nè các bạn. Các bạn tiếp tục quấn len, đâm kim vào chân móc đó, kéo len qua hai vòng, giữ nguyên, quấn len, đâm kim, kéo len qua hai vòng, giữ nguyên như thế này, quấn len, đâm kim, kéo len qua hai vòng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một lần nữa nha các bạn. Quấn len nè, đâm kim, kéo len qua hai vòng. Rồi các bạn sẽ thấy là chúng ta có được 6 vòng len màu hồng ở trên kim. Các bạn sẽ kéo qua 5 vòng len trước cho mình nha. Kéo qua 5 vòng len trước cho mình. Tiếp tục các bạn sẽ kéo cái phần len màu nâu này qua nha. Nè, còn 2 vòng len nè, các bạn sẽ kéo phần len màu nâu này qua. Rồi, bây giờ các bạn lại nẹp cho mình cái phần len màu hồng vô trong mũi móc luôn nè các bạn. Các bạn lại móc vào cái chân móc đầu tiên mà mình thấy ở cái phần màu nâu này nè. Các bạn sẽ móc vào đây hai mũi móc kép cùng một chân móc. 1 2. Rồi các bạn sẽ điều chỉnh lại cái dây móc màu hồng này nè cho nó gọn lại á các bạn. Tiếp tục ở cái chân móc màu nâu kế bên này, các bạn lại móc cho mình một mũi móc kép. Chân móc màu xanh đầu tiên này, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép nhưng mà kéo qua hai vòng thôi nè. Rồi các bạn lại để cái phần màu nâu này bên ngoài, các bạn kéo cái phần màu hồng này qua. Rồi các bạn lại làm liên tục cho mình kéo 5 lần để chúng ta được một cái hoa như thế này nha các bạn. Và các bạn sẽ để ý là cái hoa này và cái hoa này nó hơi khác nhau nè các bạn. Cái này là mình kéo qua 6 vòng len trên kim luôn nè các bạn, chứ không phải là kéo qua 5 vòng rồi sau đó là kéo qua 2 vòng nha. Thì các bạn thích cái hoa như thế nào thì các bạn sẽ làm như thế ấy cũng được luôn nha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ làm cho mình quấn len, đâm kim vào chân móc màu xanh này, kéo len qua hai vòng một lần. Mình coi như là một lần nha các bạn. Bây giờ mình còn làm thêm 4 lần nữa.
Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Và lần thứ năm. Rồi bây giờ các bạn cũng sẽ có được là 5 vòng len trên kim, các bạn kéo qua trước nè. Sau đó là các bạn còn 2 vòng len này, các bạn sẽ lấy cái phần màu nâu, các bạn sẽ kéo qua như vậy cho mình. Và bây giờ các bạn lại để cái phần màu hồng nẹp xuống phía dưới nè. Các bạn lại móc vào cái chân móc màu nâu ở đầu tiên này nè. Chúng ta thấy đó, các bạn móc vào đây 2 mũi móc kép cùng một chân móc. Rồi kéo cái phần màu hồng này lại cho nó gọn lại nè các bạn. Tiếp tục cái chân móc màu nâu kế bên, các bạn lại móc một mũi móc kép. Chân móc màu xanh này, các bạn sẽ móc một mũi móc kép nhưng mà kéo qua hai vòng thôi. Các bạn lại để cái phần màu nâu này lên phía trên, kéo cái phần màu hồng qua. Rồi bây giờ các bạn lại móc vào đây một cái bông hoa như thế này nữa. Các bạn quấn len, đâm kim, kéo len 5 lần cho mình nha. 1 2 3 4 5. Được 6 vòng len trên kim, các bạn lại kéo qua 5 vòng trước. Rồi, các bạn lại để cái len màu hồng lên phía trên. Lấy cái phần len màu nâu lên để chúng ta sẽ kéo cái phần len này qua 2 vòng còn lại. Rồi các bạn lại móc vào cái chân móc kế bên này 2 mũi móc kép màu nâu. 1 2. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm lặp lại như vậy tương tự cho đến cuối hàng luôn nha các bạn. Chúng ta sẽ có những cái bông hoa xung quanh cái vòng tròn này. Mình đã móc tới cái bông hoa cuối cùng rồi nè các bạn. Chúng ta cũng sẽ kéo qua 5 vòng len trước nha. Rồi tiếp tục các bạn lại lấy cái màu nâu này, các bạn kéo qua. Rồi như thế thì chúng ta đã kết thúc rồi đó các bạn. Các bạn sẽ chuột mũi cho mình vào cái chân móc đầu tiên này nè. Chuột mũi. Rồi các bạn sẽ điều chỉnh cái len màu hồng này lại cho nó gọn lại nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần viền nha. Bây giờ thì nó có cái chiều hướng là nó cúp cúp lại như thế này nè các bạn. Không sao đâu, một lát nữa ở cái hàng cuối cùng này nó sẽ bè ra như thế này à. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nha. Các bạn đâm kim vào cái chân móc kế bên này nè. Các bạn lại móc một mũi móc đơn. Tiếp tục ở cái chân móc kế bên, các bạn lại móc một mũi móc đơn. Chân móc màu nâu kế tiếp nè các bạn, móc một mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ cắt đi cái đoạn len màu hồng này đi. Chúng ta đã nẹp bao nhiêu đó là đủ rồi đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn lại quấn len một vòng lên kim nè. Đâm kim vào cái chân móc màu hồng này nè các bạn. Các bạn sẽ móc vào đây 4 mũi móc kép cho mình nha. 1 2 3 4. Khi các bạn móc xong 4 mũi móc kép á, các bạn lại móc vào cái chân móc kế bên này một mũi móc đơn. Tiếp tục những mũi móc đơn ở cái chân móc màu nâu này. Rồi, các bạn lại móc cho mình 4 mũi móc kép vào trong cái chân móc màu hồng này. 1 2 3 4. Tiếp tục những mũi móc đơn vào những cái chân móc màu nâu kế tiếp. 1 2 3 4. Lại tới chân móc màu hồng này, các bạn lại móc vào đây 4 mũi móc kép. 1 2 3 4. Rồi tiếp tục những mũi móc đơn ở trong móc màu nâu, các bạn sẽ làm lần lượt như thế đến cuối hàng luôn nha. Mình đã viền đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ còn một cái chân móc màu nâu ở đây, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn nha.
và các bạn sẽ chuột mũi vào trong cái trong móc đầu tiên này nè. Như vậy là chỗ này chúng ta cũng đã có 4 mũi móc đơn cho 4 chân móc rồi, nó đã đều hết rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ cắt đi cái phần len này nha. Rồi các bạn sẽ giấu len cho mình, lấy kim khâu len. Chúng ta sẽ xỏ cái len này qua. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên này. Rồi các bạn sẽ quay ngược nó lại nha, đưa xuống chân móc dưới này. Các bạn làm một cái nút thắt cho mình. Rồi các bạn sẽ đưa cái len màu nâu này vào trong mũi móc đi các bạn. Và các bạn cũng sẽ tìm kiếm cho mình những cái sợi len thừa để mà các bạn giấu vào trong mũi móc luôn nha. Rồi còn dư bao nhiêu các bạn sẽ cắt đi. Rồi chúng ta sẽ cắt đi cái đoạn len này nha. Một lát nữa các bạn sẽ giấu cho mình cái đoạn len dưới đây. Nè các bạn, bây giờ nó đã thẳng rồi nè. Chúng ta sẽ không có cần chỉnh form gì hết á, là nó tự động nó thẳng à. Tại vì mình đã làm đủ mũi rồi nè. Và ở đây cái lót ly này nè, nó to hơn một xíu á các bạn. Đó, nó to hơn một tí nè. Tại vì mình móc cái kim 3mm. Đây nè các bạn, kim 3mm. Mình thấy nó hơi mềm á, cho nên là mình hướng dẫn cho các bạn mình móc cái kim cỡ size là 2.5 á, cho nó cứng cáp hơn nè. Nè các bạn thấy nó cứng cáp hơn, còn cái này là thấy nó mềm mại hơn nè các bạn. Thì mình để lên đây thì nó cũng sẽ rất là cứng nè các bạn. Đó. Rồi, ở cái vòng tròn này nó không có được kín bằng cái vòng tròn kia. À, các bạn thấy là nó dư một xíu nè. Còn cái vòng tròn này á, thì các bạn sẽ để ý là thấy là nó vừa luôn nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái lót ly mà trái dâu nha. Đây các bạn, cái này là mình làm cái bằng sợi dệt nè, nó rất là cứng cáp luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu trắng cho mình và các bạn sẽ làm cho mình ba cái hàng đầu y hệt như là ba cái hàng này nè, mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi đó. Nè các bạn, làm ba cái hàng đầu nha. Rồi cái hàng thứ tư này các bạn sẽ làm cho mình như thế này. Trong hàng thứ ba các bạn cũng sẽ lên 2 mũi móc xích, quấn len, đâm kim vào trong móc đầu tiên này, các bạn móc 1 mũi móc kép. Trong móc thứ hai các bạn sẽ móc 1 mũi móc kép. Chân móc thứ ba các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Tiếp tục ba chân móc kế bên các bạn cũng sẽ móc là 1 kép 1 kép 2 kép 1 kép 1 kép 2 kép. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha các bạn. 1 1 2 1 1 2 đến cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng thứ tư rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ chuột mũi kết hàng cho mình nha. Móc lên cái hàng móc thứ năm này, các bạn chuẩn bị cho mình màu của cái phần quả dâu nha. Các bạn móc lên 1 mũi móc xích, đâm kim vào trong móc đầu tiên, móc 1 mũi móc đơn. Trong móc thứ hai 1 mũi móc đơn. Trong móc thứ ba, trong móc thứ ba này các bạn sẽ kéo cái len qua và các bạn sẽ nẹp cái len màu của quả dâu vào. Mình sẽ nẹp len màu đỏ vào nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào cái chân móc thứ tư này nè các bạn. 5 mũi móc kép. 1, nẹp cái sợi len màu trắng vào luôn nha các bạn. 2 3 4. Rồi ở cái chân móc kép thứ năm á các bạn, cái móc kép thứ năm này các bạn sẽ quấn len, đâm kim, kéo len qua 2 vòng thôi nha. Rồi các bạn sẽ để cái len màu đỏ ra phía ngoài nè, lấy cái len màu trắng lên, các bạn sẽ kéo cái len màu trắng qua để tạo thành 1 mũi móc kép còn lại. Rồi như vậy là chúng ta đã có được 5 mũi móc kép màu đỏ ở trong cùng một cái chân móc. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế tiếp này nè, cái chân móc màu trắng này các bạn, nẹp tất cả những cái đoạn len này vào luôn nè. Móc 1 mũi móc đơn. Trong móc thứ hai các bạn cũng sẽ móc 1 mũi móc đơn.
chân móc thứ ba, các bạn móc một mũi móc đơn nhưng mà chúng ta kéo len qua như thế này thôi. Rồi các bạn lại để cái len màu trắng ra phía trên nè. Đó, các bạn đưa cái len màu đỏ này, các bạn kéo cái len này qua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nẹp cái len màu trắng vào trong mũi móc nè các bạn. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ tư này nè. 1 2 3. Vậy là chân móc thứ tư này các bạn sẽ móc vào đây 5 mũi móc kép. 1 2 3 4. Rồi cái chân móc kép thứ năm các bạn cũng sẽ kéo len qua hai vòng cho mình rồi kéo cái len màu trắng qua nha. Đó các bạn, để cái len màu đỏ này lên, lấy cái len màu trắng kéo qua. Rồi ba chân móc kế bên này các bạn sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. 1 2 3. À, cái chân móc thứ ba này chúng ta sẽ kéo cái phần len màu đỏ này ra này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ đưa cái len màu trắng này ra nè, kéo cái len màu đỏ này qua. Như vậy thì chúng ta lại tới cái chân móc thứ tư, các bạn lại làm một cụm màu đỏ này cho mình nha. 5 mũi móc kép cùng một chân. 1 2 3 4. Rồi cái chân móc kép màu thứ 5 này nè, các bạn kéo lên qua hai vòng thôi. Rồi các bạn sẽ đưa cái len màu trắng kéo qua. Rồi ba chân móc kế tiếp các bạn cũng sẽ móc 3 mũi móc đơn màu trắng, rồi các bạn sẽ thay màu đỏ, rồi móc vào cái chân móc thứ tư này 5 mũi móc kép và các bạn sẽ làm tính đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc những cái quả dâu đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ còn cái quả cuối cùng này, mình cũng sẽ kéo cái len màu trắng này qua để mình kết hàng nè các bạn. Các bạn sẽ chuột mũi vào cái chân móc đầu tiên này để các bạn kết hàng nha. Rồi bây giờ các bạn lại móc lên cho mình một mũi móc xích. Các bạn nẹp vào, nẹp cái len màu đỏ này nè vào trong mũi móc nè. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai là chân móc kế bên đó các bạn, một mũi móc đơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt đi cái đoạn len màu đỏ này cho mình đi. À, cắt ra một đoạn để mà chúng ta một lát nữa cái mình sẽ kẹp nó vào trong mũi móc luôn nha các bạn. Rồi ở đây được hai chân móc rồi nè, móc vào cái chân móc thứ ba này nè các bạn, kéo cái len này qua và thực hiện một mũi móc đơn. Rồi bây giờ chúng ta đã tiến tới 5 cái mũi móc kép màu đỏ này. Các bạn sẽ lấy cái len màu xanh nha, chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc kép màu đỏ đầu tiên nè. Rồi các bạn kéo cái phần len màu xanh này qua. Nẹp những cái phần len thừa vào trong mũi móc luôn nè các bạn. Rồi một lát nữa chúng ta cắt luôn ha. Đâm kim vào cái chân móc thứ hai bên đây, các bạn kéo cái phần len màu xanh này qua. Chân móc thứ ba kéo len qua. Chân móc thứ tư kéo len qua. Chân móc thứ năm cũng là cái chân móc cuối cùng nè, chúng ta sẽ kéo len qua. Rồi chúng ta đã kết thúc được cái phần lá rồi nè. Các bạn sẽ kéo qua hết 6 vòng len trên kim như thế này luôn nha. Kéo qua hết một lượt một luôn. Rồi các bạn sẽ lấy cái cọng màu trắng á, các bạn kéo kéo lại cho nó điều chỉnh cái form này các bạn. Rồi các bạn sẽ buông cái len màu xanh này ra, lấy cái len màu trắng này lên và các bạn lại móc qua. Rồi bây giờ các bạn có thể là cắt bỏ cái cọng màu xanh với cọng màu đỏ này cũng được nè. Rồi cái phần dư á các bạn cắt bỏ đi. Rồi bây giờ chúng ta vẫn nẹp cái len màu xanh đi cùng luôn nè các bạn. Đâm kim vào cái chân móc màu trắng kế bên đây, các bạn móc một mũi móc đơn. Rồi bây giờ chúng ta đã có được một quả dâu đầu tiên rồi nè. Mũi móc đơn tiếp theo ở chân móc kế bên và mũi móc đơn thứ ba bên đây. Rồi chúng ta sẽ có là 3 mũi móc đơn màu trắng. Xong rồi chúng ta sẽ tạo cuốn lá của quả dâu. Rồi tiếp tục chúng ta lại móc 3 mũi móc đơn. Rồi lại làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn. Rồi bây giờ các bạn lại để cái len màu trắng này nè ra phía trên nha. Lấy cái len màu xanh này lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nẹp cái phần màu trắng này vô luôn nè các bạn.
các bạn đâm kim vào cái chân móc màu đỏ này, kéo len qua, một nè, chân móc kế bên, hai, chân móc kế tiếp, ba, bốn, rồi năm. Chúng ta được 6 vòng len trên kim như thế này, các bạn sẽ kéo qua hết một lượt một luôn. Rồi bây giờ buông cái màu xanh ra, lấy cái màu trắng, kéo cái len màu trắng qua cái móc xích này. Rồi bây giờ lại tiếp tục móc 3 mũi móc đơn vào 3 chân móc màu trắng ở bên đây. Chúng ta đã ra được cái quả dâu thứ hai rồi đó các bạn. Đó, rất là dễ dàng đúng không các bạn? Nè các bạn nhìn xuống phía dưới nè. Nếu mà các bạn làm theo mình hướng dẫn á, là nó sẽ không có cái len thừa nhiều ở phía dưới này và nó rất là đẹp. Đối với cái mẫu lót ở đây cũng vậy nữa nè các bạn. Khi mà các bạn để cái phần len mà nó hơi sai á, mình ưa nói các bạn để cái phần len ra phía trên á, là như vậy á. Khi mà các bạn móc mà các bạn không có đưa cái phần len ra phía trên thì mấy cái chỗ này nè, nó sẽ có cái len màu hồng rất là nhiều ở đây nè, một len màu hồng, một len màu hồng, nó bắt ngang những cái chỗ mũi móc kép này luôn. Tại vì mình cũng có thử trước cho các bạn rồi á, cho nên là mình đúc kết lại những cái mà xịn sò nhất để hướng dẫn cho các bạn để các bạn làm cái là thành công luôn à. Rồi bây giờ các bạn lại để cái len màu trắng này nè ra phía trên ha, lấy cái len màu xanh này, chúng ta lại kéo nè các bạn. Mình làm mẫu cho các bạn quả dâu thứ ba này rồi, các bạn sẽ làm những quả còn lại nha. Rồi các bạn kéo len màu xanh qua, một nè, hai, ba, bốn, năm. Rồi bây giờ các bạn kéo len qua hết 6 vòng len này. Rồi bây giờ các bạn lại để cái len màu xanh ra phía trên, lấy cái len màu trắng này, các bạn móc qua một móc xích, rồi làm 3 mũi móc đơn vào 3 chân móc màu trắng. 1, 2, 3. Tiếp tục nối cái len màu xanh ra, rồi các bạn làm những cái quả dâu đến cuối hàng nha. Mình đã móc tới cái quả dâu cuối cùng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này nha. Các bạn sẽ trượt mũi nè. Quả dâu cuối cùng các bạn cũng sẽ kéo cái len màu trắng qua nha, rồi các bạn hãy trượt mũi. Rồi bây giờ các bạn móc lên một mũi móc xích, chúng ta làm cái hàng viền nha. Và ở đây nó cũng cụp lại như thế này nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta làm cái hàng cuối cùng. Hàng cuối cùng này là nó sẽ thẳng ra, cho nên là các bạn yên tâm nha. Các bạn đâm kim vào chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc đơn. Chân móc thứ hai, một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba, một mũi móc đơn. Rồi khi mà các bạn móc tới cái chân móc thứ ba, các bạn sẽ nhìn ở cái chỗ quả dâu này nè, ở đây có một cái chân móc màu xanh á, các bạn sẽ móc vào đây 4 mũi móc kép cho mình nha. 1, 2, 3, 4. Rồi các bạn sẽ cắt bỏ cái đoạn len màu xanh này ra cho mình nha. Xong thì các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên này nè, một mũi móc đơn. Chân móc kế tiếp, một mũi móc đơn. Chân móc thứ ba này, một mũi móc đơn. Lại tiếp tục các bạn quấn len, đâm kim vào cái nhánh màu xanh này nè, các bạn lại móc 4 mũi móc kép vào đây. 2, 3, 4. Rồi tiếp tục móc vào 3 chân móc màu trắng này, mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn nha các bạn. 1, 2, 3. Móc vào chân móc màu xanh 4 mũi móc kép. 1, 2, 3, 4. Lại tiếp tục móc 3 mũi móc đơn vào 3 chân móc và 4 mũi móc kép vào cái chân móc màu xanh. Các bạn sẽ lặp lại tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Ở cái quả dâu cuối cùng, bây giờ các bạn sẽ trượt mũi cho mình nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn len đi. Các bạn sẽ lấy cái kim khâu len, xỏ cái phần len này qua,
chúng ta cũng sẽ giấu len tương tự như là cái miếng lót lúc nãy nha các bạn. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên đây nè. Rồi bây giờ các bạn lại lật ngược ở phía dưới, các bạn tạo cho mình một cái nút thắt. Rồi sau đó là các bạn sẽ đưa nó vào trong mũi móc luôn nha. Rồi các bạn sẽ kiểm tra xem coi còn cái phần len thừa nào ở đâu không, rồi các bạn sẽ giấu đi cho mình luôn nha. Rồi như vậy là chúng ta đã có được một cái lót ly rất là dễ thương rồi nè các bạn. Đó, nó từ thẳng ra các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ để xuống dưới này nha. Đây, lót ly quả dâu, lót ly hoa tulip của chúng ta. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu lót ly này nha các bạn. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha. Và bình luận ở phía bên dưới nếu mà các bạn móc thành công, ủng hộ Mimi thêm một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết cái video này và thực hiện cái mẫu lót này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.